Tiểu sử đồng chí Trần Hồng Minh, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng được phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Đồng chí Trần Hồng Minh sinh ngày 4 tháng 11 năm 1967 tại xã Bồ Xuyên, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 8 tháng 12 năm 1985. Ông hiện đang sinh sống tại số 34 BT7 khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Từ tháng 10 năm 1984 đến tháng 8 năm 1987, ông là học viên trường sĩ quan công binh. Từ tháng 9 năm 1987 đến tháng 6 năm 1988, ông mang quân hàm trung úy. Tháng 8 năm 1987, giữ chức trung đội trưởng trung đội 3, đại đội 31 tiểu đoàn 1, trung đoàn 299 quân đoàn 1. Từ tháng 7 năm 1988 đến tháng 8 năm 1992, ông mang quân hàm trung úy, rồi thượng úy vào tháng 6 năm 1989, đại úy vào tháng 6 năm 1992, là giảng viên trường sĩ quan công binh binh chủng công binh. Từ tháng 9 năm 1992 đến tháng 8 năm 1996, ông là đại úy học viên chuyển cấp kỹ sư Học viện Kỹ thuật Quân sự. Từ tháng 9 năm 1996 đến tháng 11 năm 1996, ông mang quân hàm thiếu tá vào tháng 9 năm 1996 và là giảng viên trường sĩ quan công binh, binh chủng công binh. Từ tháng 12 năm 1999 đến tháng 8 năm 2000, ông mang quân hàm thiếu tá là trưởng bộ môn đường quân sự khoa cầu đường vượt sông trường sĩ quan công binh, binh chủng công binh bí thư chi bộ. Từ tháng 9 năm 2000 đến tháng 8 năm 2002, ông mang quân hàm thiếu tá, rồi trung tá vào tháng 10 năm 2000, là học viên cao học tại Học viện Kỹ thuật Quân sự. Từ tháng 9 năm 2002 đến tháng 1 năm 2003, ông mang quân hàm trung tá, là trưởng bộ môn đường quân sự khoa cầu vượt, vượt sông trường sĩ quan công binh, binh chủng công binh, giữ chức bí thư chi bộ. Từ tháng 2 năm 2003 đến tháng 3 năm 2007, ông mang quân hàm trung tá rồi thượng tá vào tháng 8 năm 2004, phó trưởng khoa cầu đường vượt sông, trường sĩ quan công binh, binh chủng công binh, bí thư chi bộ, học viên chỉ huy tham mưu, công binh vào tháng 2. Đến tháng 8 năm 2005, nghiên cứu sinh tại Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 11 năm 2004 đến tháng 12 năm 2007. Từ tháng 4 năm 2007 đến tháng 2 năm 2009, ông mang quân hàm thượng tá, rồi đại tá vào tháng 8 năm 2008, trưởng khoa cầu đường vượt sông trưởng sĩ quan công binh, binh chủng công binh, bí thư chi bộ, tiến sĩ kỹ thuật vào tháng 12 năm 2007. Từ tháng 3 năm 2009 đến tháng 3 năm 2011, ông mang quân hàm đại tá, giữ chức lữ đoàn trưởng lữ đoàn 249 binh chủng công binh, phó bí thư đảng ủy lữ đoàn 249. Từ tháng 4 năm 2011 đến tháng 11 năm 2011, ông mang quân hàm đại tá, giữ chức phó tham mưu trưởng binh chủng công binh, đảng ủy viên đảng ủy binh chủng công binh. Từ tháng 12 năm 2011 đến tháng 7 năm 2014, ông mang quân hàm đại tá, giữ chức phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng binh chủng công binh, đảng ủy viên đảng ủy binh chủng công binh, học viên lớp chỉ huy tham mưu cao cấp chiến lược chiến dịch Học viện Quốc phòng vào tháng 9 năm 2012 đến tháng 7 năm 2013. Từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 4 năm 2016, ông mang quân hàm thiếu tướng, vào tháng 12 năm 2014, giữ chức tư lệnh binh chủng công binh, phó bí thư đảng ủy binh chủng công binh, phó cơ quan thường trực ban chỉ đạo 504 kiêm tổng giám đốc trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam. Từ tháng 5 năm 2016 đến tháng 8 năm 2017, ông mang quân hàm thiếu tướng, giữ chức phó tư lệnh quân khu 1, đảng ủy viên đảng ủy quân khu 1, học viên bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh tại Học viện Quốc phòng từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2017. Từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 12 năm 2017, ông mang quân hàm thiếu tướng, giữ chức phó tư lệnh tham mưu trưởng quân khu 1, ủy viên thường vụ đảng ủy quân khu 1. Từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 9 năm 2019, ông là thiếu tướng, rồi trung tướng vào tháng 12 năm 2018, tư lệnh quân khu 1, phó bí thư đảng ủy quân khu 1, học viên bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch,
cấp chiến lược khóa 13 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2019. Từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 1 năm 2021, ông giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Trung tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 9 năm 2021, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Quân ủy Trung ương. Từ tháng 6 năm 2021, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Trung tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, đại biểu Quốc hội khóa 15. Từ tháng 7 năm 2021, từ tháng 9 năm 2021 đến nay, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, đại biểu Quốc hội khóa 15. Ngày 28 tháng 11 năm 2024, Quốc hội đã tiến hành phê chuẩn chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đối với ông Trần Hồng Minh, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng. Tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đối với ông Nguyễn Văn Thắng, đồng thời tiến hành phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trong phiên làm việc ngày 28 tháng 11 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội nhân sự giữ vị trí Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải là Trung tướng Trần Hồng Minh, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa 15. Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tổng thư ký Quốc hội cho biết, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Hồng Minh bằng hình thức biểu quyết điện tử có kết quả như sau. Có 452 đại biểu tham gia biểu quyết bằng 94,36% tổng số đại biểu Quốc hội. Có 452 đại biểu tán thành bằng 94,36% tổng số đại biểu Quốc hội. Thank you.